lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn nên nói mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mình người chết, riết mình chết gắt theo đó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Đời anh đi dạy học chưa gặp học sinh nào rốt như mày. Cứu tụi tôi. Chị, chú ngủ đúng không? Đâu rồi, Ngọc Trai xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình Cà phê Khởi nghiệp được phát sóng từ lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút thứ hai từ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và bắt đầu ngày hôm nay thì mình làm cái gì đó cho nó trực quan sinh động nha. Trực quan sinh động luôn. À, vậy thì bây giờ là Trai sẽ đứng lên hát hay là sao? Vậy xin mời quý vị xem video clip ạ. Và chúng ta vừa theo dõi một đoạn video clip mà ở trong đó có cả nhân vật mà chúng ta sẽ trò chuyện trong ít phút nữa. Nhưng trước khi bắt đầu chào đón khách mời thì muốn hỏi thử cái sự nhạy bén của Trai và quý vị khán giả. Theo mình nghĩ thì cái chủ đề ngày hôm nay sẽ nói về doanh nghiệp có cái mô hình hoạt động như thế nào. Trai biết rồi. Chỉ cần 3 giây cuối clip thôi là Trai đã biết được anh này làm gì. 3 thường, giây cuối clip. Thường là ý kiến của Trai rất xàm, nhưng mà Trinh vẫn sẽ cố gắng làm người bạn tốt lắng nghe. Không, thực sự là vậy, là chắc chắn luôn á. 100% là chắc chắn là mình sẽ nói về vấn đề này. Và đó là shipper. Ok, nhạy bén. Nhưng mà Trinh nghĩ là chúng ta nên dành thời gian cho những người có tư duy khác. Xin mời quý vị khán giả, mời ban tổ chức, chúng ta sẽ gửi mic cho các bạn. Theo các bạn suy đoán thì cái mô hình này là gì ạ? Dạ, xin mời bạn. Lúc mà vừa mới xem cái clip á thì em lại nghĩ là thiết kế bìa sách. Nhưng mà đến đoạn cuối á thì em nghĩ đây là cái mô hình dịch vụ giao sách đến tận nơi ạ. Bây giờ thử một bạn trai thử xem. Mời bạn trai đang ngồi ở giữa đi. Có vẻ rất ngầu. Rất là ngầu, bạn quan sát rất là kỹ. Theo bạn thì cái anh chàng sắp xuất hiện đó, em anh cũng làm gì? Đồng tình với bạn này là shipper. Bạn suy nghĩ ngầu rất lâu. Em nghĩ là em giống bạn. Có vẻ như là bạn rất là nguy hiểm nhưng mà thật sự bạn không hề nguy hiểm. Đó của bạn thì sao ạ? Bạn nghĩ gì? Bạn áo sọc à? Em thì em nghĩ là đây là mô hình kinh doanh mà các bạn ở trong đó dịch những cuốn sách mà tiếng nước ngoài ra thành tiếng Việt để cho các độc giả người ta Vậy đây là một nhóm dịch thuật. Xong là sẽ có một anh chàng soái ca đi shipper cho bạn. Thêm được ý tưởng. Bạn này là có trí tưởng tượng còn phong phú hơn nữa. Thôi bây giờ để biết được bí mật thật sự anh ấy làm cái gì, làm như thế nào và làm ra sao, kiếm được bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện ngày hôm nay. Khách mời Võ Như Dũng, xin mời bạn ạ. Xin chào. Chào anh. Chắc chắn là không thể gọi bạn là Dũng shipper rồi. Bởi vì bạn đang là quản lý một cái doanh nghiệp nho nhỏ. Xin mời bạn ngồi ạ. Nhưng mà Trinh xin phép được gọi bạn bằng cái tên nghệ danh mà bạn mong muốn nha, là Quang Dũng. Dạ vâng ạ. Xin chào chị Lý Hoài Trinh, anh Ngọc Trai và tất cả quý vị khách mời trong trường quay ngày hôm nay. Mình là Quang Dũng.
Năm nay mình 25 tuổi và mình đến từ chương trình Sách Truyền Tay. Sách Truyền Tay, đó là câu trả lời. Dạ. Mình trở về với lại cái chủ đề ngày hôm nay đó Dũng, thì mọi người đang kháo nhau rằng là bạn là shipper. Dạ. Bạn là chuyên là đi thầu sách, xong rồi bạn dịch lại, rồi bạn đi giao lại cho người ta. Có phải là vậy không trong dự án Sách Truyền Tay? Dạ, thì thưa quý vị khán giả, thì cái chương trình Sách Truyền Tay của tụi mình lập ra thì hồi nãy cũng có một vài bạn nói là mình là shipper thì cũng có một phần nhỏ nhỏ. Thì dự án Sách Truyền Tay của tụi mình lập ra như là một cái cộng đồng trao đổi sách. Hiện nay thì cái nguồn sách mà dư thừa ở nhà các bạn rất là nhiều, mà các bạn lại cũng có nhu cầu để mượn những cuốn sách hay khác về để đọc, nhưng mà các bạn không biết mượn ở đâu. Thì tụi mình lập ra một cộng đồng để có thể các bạn trao đổi những nguồn sách đó, và bên mình sẽ là người đi nhận sách và giao sách tận nơi cho các bạn, và hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ không mất một khoản phí nào cho việc mượn sách và trả sách hết. Hoàn toàn tụi mình tự làm hết. Vậy? Nhưng mà còn một điều nữa mà Trai rất là ấn tượng với anh chàng này là bởi vì là tiếng nói rất là to và rõ, đúng không? Đa phần những khách mời mà khi mà họ xuất hiện ở đây á, họ chia sẻ với một cái tâm thế cũng là tự tin đi, hay nhưng mà là họ vẫn còn giữ một chút gì đó. Nhưng mà riêng anh chàng này bước vào thấy tôi là vậy đó, tôi sao là tôi vậy. Trời, thích dễ sợ luôn. Rồi ý tiếp theo là gì? Rồi ý tiếp theo của bạn là gì? Bạn kết nối phần đó để giao đãi cho phần nào? Không, mình để mà, nói mà, cho vui đúng không? Đúng rồi, mình chỉ khen thôi. Vậy thôi bạn nói đi. Tiếp tục cái phần dự án của mình, coi như là mình có sự có mặt của Trai ha. Thì Trinh thấy là cái dự án này cũng rất là hay nè, có sự đầu tư nè, có cả áp dụng công nghệ nè, rồi tổ chức cả một cái phòng họp to rồi mọi người trong team cùng họp lại. Không biết là cái team của mình á là bao nhiêu người? Dạ, thưa chị, thì hiện tại team mình khoảng được 10 người, là có 3 thành viên chính, là 3 người đã đi làm và 3 người sẽ phụ trách chính. Nhưng mà có một điều cho Trai hỏi nha, là có bao nhiêu khâu miễn phí và bạn thu phí từ khâu nào để bạn có thể ổn định kinh doanh? Dạ, thực ra thì các cái khâu miễn phí nó từ cái khâu là bạn sẽ đăng lên trên Facebook của mình và đăng website của mình miễn phí. Và bên mình sẽ nhận sách về và giao sách bạn cho bạn miễn phí luôn. Khi bạn đọc xong, bạn có thể nhờ mình tới lấy sách. Nếu như bạn không thể đi qua ngay chỗ điểm mà tụi mình đã quy ước trước là trả sách, bên mình sẽ có người tới lấy sách và trả về chỗ cũ, là hoàn toàn miễn phí. Còn cái việc thu phí của tụi mình sẽ áp dụng cho nhiều cái cách khác nhau. Thứ nhất là hiện tại ở các đường sách thành phố Hồ Chí Minh và đường sách cũ, họ không có cửa hàng bán online. Ví dụ như khi mà cái chương trình mình đã thực sự ổn định phát triển, họ đã biết đến nhiều rồi, thì tụi mình sẽ đặt cái điều kiện với họ rằng là họ sẽ ký hợp đồng một tháng bao nhiêu tiền cho việc đăng sách trên website của tụi mình bán, và tụi mình sẽ là người đi giao sách, nhận sách, trả cho họ luôn. Có nghĩa là mình sẽ giao sách và bán sách giúp họ cái việc đó luôn, công cụ đó luôn, thì họ sẽ một tháng bao nhiêu tiền. Ngoài ra thì tụi mình còn có hiện tại là cái việc mà online phát triển thì những cái kênh như là Facebook, website bán quảng cáo cho rất là nhiều, thì mình cũng có thể thu phí từ cái khoản đó. Vậy là ở thời điểm hiện tại thì là bạn vẫn làm việc theo cái kiểu như là mình muốn tuyên truyền cho tất cả mọi người là có cái hình thức này, cho nên là mình vẫn chưa có để ý nhiều lắm về cái doanh thu. Vậy là giống như là kiểu mình là công tác xã hội vậy đó. Thực ra thì khi mà tụi mình bắt đầu dự án này thì cái mục đích đầu tiên cũng là hướng về cộng đồng xã hội. Thì khi mà tụi mình làm cái chương trình này, tụi mình cũng có lập một kế hoạch marketing cụ thể rằng là trong thời gian đầu mình sẽ có kế hoạch như thế nào. Thời gian đầu tụi mình cho đi để mình truyền thông những cái chương trình tụi mình đến với nhiều hơn những cái lượng khán giả của mình. Khi mà mình cho đủ rồi, khi mà mình đã nhiều người biết rồi, thì mình bắt đầu mình thể tính tới chuyện kinh doanh. Nhưng mà kinh doanh cũng vì mục đích cộng đồng. Nghe nôm na có vẻ hấp dẫn như là thả con tép bắt con tôm, nhưng mà Trinh thấy là con tép này cũng hơi bự, nhưng chưa chắc cái con mà thu lại là con tôm nữa. Sợ thả con tép bắt ruốc quá. Biết sao không Dũng? Không phải là dập tắt cái ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn, nhưng mà có rất là nhiều các cái dự án khởi nghiệp vì cộng đồng tương tự và y chang cũng làm về sách luôn. Làm không được bao lâu thì là phải đóng dự án lại vì lỗ. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là cái nguồn phí ở đâu nổi cái việc mà ship sách. Mình ship sách không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, mình giao sách tận nơi mà mình còn gửi sách ra Hà Nội, Lào Cai, Sa Pa, Hạ Long, và tụi mình gọi là chịu hoàn toàn tiền phí đó luôn. Rồi lạc sách mình phải đền. Thì khi mà mình gửi sách đi thì cái phí khi mà mình làm chương trình này tụi mình đã có dự trù khoảng là chi phí khoảng được 2 đến 3 năm, là những người là mình và một người bạn thành viên chính sẽ là chịu chi phí này. Ở cái website tụi mình nó hoạt động giống như một trang mạng xã hội. Hôm nay ví dụ như bạn muốn đăng một cuốn sách, bạn kiếm một cuốn sách, hôm nay bạn chưa có, thì nếu như chiều hôm đó có một người khác đăng sách lên, bạn sẽ được thông báo về chính cái trang của bạn luôn. Và bạn sẽ liên hệ những cái người gần bạn có cuốn sách đó. Khi mà chị Trinh mượn thì chị Trinh sẽ được đánh giá là bao nhiêu sao ở trên cái tài khoản của mình. Ví dụ như chị Trinh mà làm mất sách hoặc là góc rách bìa hoặc là bị chảy xước một xíu, thì cái người cho mượn họ sẽ đánh giá mình thuộc lại thấp, giống như cái ứng dụng Grab hoặc Uber hiện nay sử dụng. Chứ là lần sau chị Trinh bị cạch mặt luôn. Cái tốt điểm mình tích điểm nó sẽ bị thấp dần, thì cái vị trí mình sẽ bị xuống, thì những người khác họ sẽ e ngại cho việc mượn sách.
Và trong khoảng thời gian 3 tháng mình cho mượn thì thật sự rất là nhiều sách nhận về, khoảng 1.000 đầu sách là các bạn mình gửi một cuốn sách đi thôi, nhưng mà các bạn gửi về phải là 5-6 cuốn sách cho chương trình, có những bạn phải cho một thùng khoảng có 100 cuốn sách. Thì trong khoảng 3 tháng hoạt động thì chưa có một trường hợp nào mất sách hết. Chỉ có một trường hợp duy nhất là cái bạn đó thuộc lại là học sinh kiểu như cấp 3, nhưng mà bạn đang trong thời gian thi nên bạn kiểu như cũng hơi bị lơ là trong việc trả sách. Thì khi mà mượn sách tụi mình đều có, thứ nhất là xin thông tin, nếu như còn nhỏ mình xin thông tin của bạn đó là một, nếu như còn nhỏ nữa thì mình sẽ xin thông tin của phụ huynh và xin số nhà và xin địa điểm. Tụi mình có những cộng đồng kết nối ở Đà Lạt, Hà Nội, Hải Phòng. Khi mà có trường hợp mà không trả sách, tụi mình sẽ có cách liên hệ và trả sách. Thì khi chỉ một trường hợp như vậy thôi thì mình đã giải quyết xong rồi. Cái dạng mà mình mua sách trao đổi với nhau thế này dựa trên lòng tin, mình không có tốn tiền nhưng mà mình phải dựa trên ý thức mình bảo quản quyển sách đó. Và có lẽ là đó là một cách để chọn lọc khách hàng. Những người đã tiếp cận được với dự án của mình là những người thật sự có tri thức và khao khát được đọc sách, chứ không phải tiếp cận cho vui để lên tìm bạn bốn phương. Rồi cái đích đến cuối cùng của dự án này là gì? Chỉ là để giúp các bạn đọc sách thôi sao? Và mình có kiểm duyệt lại các cái đầu sách mà các bạn đọc có thực sự hữu ích cho giới trẻ hay không? Hay liệu là các loại ngôn tình hay là các cái quyển sách tiểu thuyết? Cho đến bây giờ thì cái số lượng sách tụi mình lên khoảng 1.000 cuốn, rằng là nó đa dạng sách nghiên cứu, sách tản văn, sách tiểu thuyết, sách về ngoại ngữ hoặc là cả sách về giáo trình. Tụi mình đầy đủ hết những cuốn sách đó và tụi mình chia sẻ cho mọi người. Khi làm một thời gian dài, tụi mình hiểu rằng là các bạn không phải là những người quá thiếu tiền mà các bạn đi mượn sách miễn phí về đọc, mà là các bạn ý thức được rằng là đang cần tìm kiếm một chương trình nào đó để có thể kích lệ cái tinh thần đọc của mọi người với nhau. Thì mình lấy một vài đơn cử, như là khi mà mình gửi sách cho một bạn ở ngoài Bắc, mình chỉ gửi một cuốn, hai cuốn thôi, thì mình chịu tiền ship, và đầu tiên mình chịu tiền ship. Thì khi bạn gửi sách lại, bạn phải gửi 10 cuốn sách và mình nhìn vô cái đơn hàng bạn chụp là bưu điện bạn đã xác nhận trả sách rồi á, phải là gần 200.000 tiền ship trả lại. Mà hai cuốn sách đó thật ra mua chỉ phải là chưa tới 100.000. Dạ. Và cộng thêm là bạn đó còn gửi một cái lá thư tay. Hôm nay mình có mang một lá thư tay của bạn đó, và bạn đó là một đơn vị sản xuất bánh đặc sản ngoài miền Bắc, thì bạn đã gửi thêm một hộp bánh ở ngoài đó vang vào. Mình thực sự khi mà mình nhận được món quà như vậy, mình cảm thấy thực sự là cái chương trình mình quá hay, quá tuyệt vời. Không biết là cái chương trình mình, tụi mình hay nói dở là chương trình mình làm tháng này dẹp được cũng được, nhưng mà thực sự là làm tới bây giờ mình cảm thấy thực sự rất là hay. Khi mà rất là nhiều người cùng tán đồng cái chương trình và nhiều người cũng tìm được một nơi để các bạn có thể chia sẻ sách và chia sẻ những cái tình cảm của các bạn. Hôm nay mình có mang cái lá thư tay của bạn đó, mình sẽ cho mọi người xem một xíu về cái lá thư tay, thì nó khá là dài. Xin chào team sách truyền tay. Tớ ngồi viết những dòng này vào cuối ngày 1 tháng 5 các bạn ạ, khi mà trên Facebook cũng như ngoài đường tấp nập nhộn nhịp không khí của lễ nghỉ hè. Còn mình thì ở nhà buồn ơi là buồn. Rồi đó là mở đầu một lá thư mà hiếm khi nào ở trong cái thời đại Facebook viết email 5 giây là tới này. Mình nhận được một lá thư tay mà bắt đầu mở đầu bằng một khung cảnh lãng mạn. Mùa hè đến rồi, các bạn thì rất bận nhưng tớ ngồi viết thư cho các bạn. Hiếm lắm á nha. Vậy phải chăng những người đến đây họ không phải là chỉ đọc sách, họ sống trong cái văn phong của quyển sách và họ cần tìm những trái tim cùng đồng điệu. Cái ý tưởng của sách truyền tay nó ra đời vào cái việc là một người bạn của mình cảm thấy trong một dịp dọn nhà thì bị dư cái nguồn sách đó, gọi là nguồn sách bị dư thừa, không biết sử dụng như thế nào. Nhưng mà các bạn nãy đấy định là làm sao để chia sẻ với những người khác, mình bán thì cũng tiếc, và mình cũng không biết là người mua họ có nhận được hay không, hay là những người bán bé trai sẽ mang về làm ví dụ. Cộng với việc rằng là thực sự là mình sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Mình gia đình của mình thì có 6 anh chị em, và mẹ mình giống như là mẹ mình là vừa làm cha vừa làm mẹ. Mọi người cứ tưởng tượng là một người mẹ 38-39 kg mà nuôi đứa con nào cũng lớn như thế này, và nuôi 6 đứa con, không cho đứa con nào được nghỉ học. Tất cả phải bước vào ngưỡng cửa đại học, tất cả luôn. Thì cái việc đó là làm cho mình có động lực hơn, tại vì có quá nhiều người đã giống như gia đình của tụi mình, đã không có đủ điều kiện để đi học, đã không có sách. Thì bây giờ mình muốn làm cái chương trình nào đó để có thể giúp các bạn đó có một nguồn sách, để các bạn có thể đọc sách những lúc các bạn đang cần. Thì giống như hồi xưa mình, tất cả 6 anh chị em đều học chung một bộ sách này nọ. Thì bây giờ mình có đủ điều kiện, mình có điều kiện hơn, thì mình có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Cuộc sống nó đã cho mình lại cái sự may mắn, cho mình may mắn một người mẹ như vậy, cho mình một cuộc sống anh chị em thương nhau, thì bây giờ mình chia sẻ cái may mắn đó với nhiều người hơn. Cuộc sống này cũng thật là may mắn khi có những người bạn như Dũng. Bây giờ bạn có muốn biết thêm là những người khác thật sự nghĩ gì về dự án này hay không? Dạ chắc chắn rồi ạ. Chúng tôi đã có một cái cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ạ. Từ lúc em tham gia hội sách truyền tay này, em thấy em tiết kiệm được rất là nhiều tiền để
trang trải cái việc sinh hoạt hàng ngày, cái việc chờ đợi hoặc là đem hoàn trả một cuốn sách như thế này thì nó theo em là không có mất quá nhiều thời gian hoặc là công sức của mình, mà cái khoản shipper hay là mình đi lại để hoàn trả cuốn sách này cũng cái giá trị cũng không có tương đương quá nhiều so với cái giá của quyển sách. Đầu tiên là dự án mang sách lên cho trẻ em vùng cao, số lượng bọn em đi xin được, đi sưu tầm được, thì ngoài việc sách đầu khóa cho trẻ con thì bọn em có một số sách là để trong phục vụ cho người lớn đọc, thì bọn em để lại thành phố thì bọn em lập nên một cái thư viện, gọi là thư viện ươm mầm mơ ước. Nhưng mà cái việc đọc tại thành phố thì bọn em không duy trì được lâu, chỉ trong vòng khoảng gần một năm thôi. Lý do là bọn em, thứ nhất là bọn em vướng về vấn đề địa điểm, bọn em mượn được một quán cà phê để cho đọc rồi, nhưng mà có để sách tại đó đọc và sinh hoạt. Nhưng mà vì mọi người đến đọc sách thì người ngồi hơi lâu, có thậm chí người ta say mê sách, người ta ngồi cả ngày, thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của quán cà phê đó. Còn bọn em cũng cho mượn sách đem về nhà, nhưng mà một số người thì họ có ý thức tốt, họ mượn sách và họ trả đúng hẹn, và đồng thời họ đọc cũng nhanh nữa. Nhưng có những người thì thứ nhất là họ không phải ý thức, họ không tốt, nhưng mà họ đọc hơi lâu, và bọn em thì cũng ngại hỏi, bọn em cũng không hỏi, thì thành ra người ta cũng quên. Và quên việc quên mang trả thì khiến cho cái tủ sách dần dần nó bị trống, bị mất đi nhiều. Cái thứ ba nữa là do tâm huyết nữa. Thì bọn em có một chị Quỳnh, chị làm trưởng nhóm bọn em, thì chị ban đầu chị tâm huyết lắm. Đến bây giờ chị ấy vẫn đang còn tâm huyết, nhưng mà vì lý do gia đình, con cái, bọn em thời đó thì mọi người công việc cũng chưa ổn định, đang còn sinh viên ấy, thì cũng đang còn thiếu người điều khiển. Thành ra là cái dự án nó bị dừng. Mình có biết có mạng lưới là sách truyền tay, thì mình sẵn sàng tham gia vào mạng lưới đó. Đó, nhưng mà mình nghĩ là mạng lưới đó nên có một số điều kiện, ví dụ như đánh profile của những người tham gia là về vấn đề về review sau khi cho mượn sách, thì người đó trả lại sách thì tình trạng như thế nào đó, rồi người đọc có thể là đăng những nhận xét về cuốn sách đó lên. Tại vì sách mình giữ gìn thì mình cho người khác mượn, thì mình vẫn muốn là người khác đối xử cuốn sách đó tốt như mình đó, thì cái vấn đề đó thì mình nghĩ là nên có chia sẻ về những người mà những người đã cho mượn sách và những người mượn sách họ trả lại như thế nào, thì những người sau này muốn cho mượn thì xem vào những cái đó, những cái lịch sử đó. Tiện thể bây giờ là Dũng đã có mặt ở đây rồi, thì Dũng có thể giải đáp những cái thắc mắc mà các bạn khán giả đã đặt thông qua cái video clip vừa rồi không? Trinh cũng có thêm thắc mắc là hiện tại là Mạnh Thường Quân đóng góp 1.000 quyển, mình có cái nhà trọ, thì nếu mà sau chương trình đó mọi người cảm thấy hào hứng đóng góp thêm thì cái số lượng sách lớn hơn đó mình sẽ được cất ở đâu? Dạ, rất là cảm ơn cái câu hỏi của anh trai và chị Liêu Hoài Trinh. Thì đầu tiên nãy mình có thấy trong đoạn video clip thì có một cái bạn cũng đã thực hiện cái chương trình về sách, nhưng mà sau một năm thì chương trình nó bị phá sản. Thì mình cũng chưa tìm hiểu về cái chương trình đó là hoạt động như thế nào, nhưng riêng về dự án sách truyền tay của tụi mình thì khi mà thành lập cái chương trình này, tụi mình xác định rằng là đây không phải là một chương trình mà hoạt động theo kiểu nhỏ giọt, mà nó phải hoạt động thực sự có quy mô, tổ chức rõ ràng. Thì cái dự án của tụi mình hoạt động theo kiểu rằng là khi mà bạn mượn sách thì bạn phải, thứ nhất, nếu như bạn mượn qua bên fanpage của chương trình, trên profile bạn phải thực sự bên mình đánh giá thực sự tốt thì bên mình mới tin tưởng gửi sách. Bên mình đã rất nhiều trường hợp là bên mình sẽ từ chối cho mượn sách bởi vì các bạn còn khá nhỏ và cái profile các bạn mình cảm thấy không an tâm. Sắp tới đây thì tụi mình mở website thì tụi mình có một cái khác so với những chương trình khác là nó sẽ không có phải định vị một cuốn sách ở một vị trí tại nhà trọ của mình, mà sách sẽ tại ngay tại nhà của các bạn luôn. Các bạn sẽ cập nhật sách lên website, tụi mình sẽ mở website đó ra, các bạn sẽ cập nhật sách lên website. Những người khác sẽ thông qua website đó để mượn sách, thương lượng giữa hai bên. Bên mình giống như là một bên cầu nối trung gian, chứ không, lúc đó bên mình sẽ không phải là người đi nhận sách giao sách nữa. Bên mình chỉ là hỗ trợ thời gian đầu giao sách, nhận sách. Thời gian sau các bạn sẽ tự thương lượng với nhau. Bên mình giống như là một bên trung gian và có sự ràng buộc giữa các bên, để các bạn cảm thấy tin tưởng rằng là dự án sách tụi mình phát triển và tin tưởng rằng sách tụi mình đảm bảo an toàn khi mà cho mượn sách với nhau. Thì tụi mình có liên hệ ở ngoài đường sách thành phố Hồ Chí Minh, thì mình liên hệ qua cái chị truyền thông bên đó, thì chị bên đó để yêu cầu mình gửi hồ sơ và gửi cái thông tin chương trình để có thể setup để mình đặt một cái chậm nhỏ ở trong cái cửa hàng sách mùa thu để mình có thể đặt sách đó, các bạn có thể liên hệ mượn. Và hiện tại thì sách vẫn đang nằm ở nhà của tụi mình chứ chưa có một điểm nào đặt cụ thể, nên mà nếu mà hy vọng là sau thông qua chương trình này, nếu như có một đơn vị nào đó có thể hỗ trợ tụi mình một điểm nào đặt sách nhỏ khoảng cỡ 1.000 cuốn sách thì mình rất là cảm ơn. Bây giờ mình để đổi không khí, mình sẽ chơi trò chơi được không? Bây giờ bạn có tự tin tham gia vào thử thách của chương trình không? Trời ơi, thấy người ta nói chuyện là biết là tự tin rồi, vô rồi luôn. Vô, vô. Và các bạn khán giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách dành cho anh Dũng. Khi mà anh lắc ra cái que xăm nào
trên đây nó có tựa của một quyển sách. Dạ. Đó, anh phải làm sao giải thích để cho bạn khán giả mà lên đây chơi với anh á đoán được tên quyển sách đó, thì quyển sách đó sẽ được dành tặng cho bạn khán giả đó luôn. Khoan xí, xí xí. Ở đây á, là có tất cả 1, 2, 3, 4, 5 quyển. Bây giờ á, mình phải làm sao mà cho 5 khán giả khác nhau, được không ạ? Đúng rồi. Đó, nên là khán giả cứ ngồi tại chỗ đi và đoán được giơ tay lên. Quan trọng nha, là bạn không được nói những cái từ mà nó có trên tựa của quyển sách. Được bạn, dùng ví dụ hành như động miêu tả. Ví dụ như là nói về nội dung được không? Mình trailer nội dung được không? Ờ, được, được, được. Rồi, bạn trước nha. Bảo sọc, đúng rồi. Bây giờ xin xăm nè. Thôi rút luôn đi. Đây. Ha. Không được nói nha. Dạ. Hai đứa mình hợp tác, ok? Dạ. Đây. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Chị được mình đứng đây rồi. Mình có thể dùng từ nói. Nói. Được, được, thoải mái. À, đây là một cuốn sách của một nhà văn gắn liền rất là lâu với tuổi con nít và là tác giả của bộ phim của anh Ngọc Trai rất là nổi tiếng. À, thứ hai, đây là một cuốn sách nói về một có tên, có một chữ, có tên về một con vật. Mình thay mình làm như nào đó là rồi. Hai đứa mình luôn. Dạ. Yeah. À, con vật này nó nằm ở bên một cái đó. Nè, nói chung là vậy nè. Đó. Con mèo quang. Và cuốn sách này nó màu xanh. Chị áo đỏ có đoán được không ạ? Rồi xin mời bà áo đỏ. Vậy là chú mèo bên cửa sổ. À, đúng đúng ạ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chú mèo nằm bên cửa sổ. Rồi. Đoán được hả? Gần đúng, còn thiếu số lượng thôi đó. Bây giờ là 1 2 3 4 5 6 7. 7 từ luôn chị. 7 hai, từ luôn. Hai con mèo nằm bên cửa sổ. Gần đúng rồi đó. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Chính xác. Mời bạn. Chúc mừng bạn sẽ được tặng một quyển sách gần như là vậy. Để tác giả Nguyễn Hiền Ánh, tôi thấy sao bạn trên cỏ xanh. Cảm ơn bạn. Tiếp theo. Này dễ nha. Dễ nè. À, đây là một tác giả rất là nổi tiếng của Việt Nam. À, một tác giả trẻ, tác giả của những cuốn sách như là Sông Máu, Lạc Những Niềm Đau. Nguyễn Ngọc Thạch đó. Dạ. Tựa đề có 4 chữ và... Đây là tôi là Vitesco nha. Mình là Vitesco nè. Có 4 chữ. Chữ thứ nhất là... Dạ. Yeah. Chữ thứ hai là hiện nay là cái vị trí của Trinh so với hai người này. Đúng rồi, tiếp theo đó là cái nơi chứa cái này. Ai đoán lẻ lên. Mời bạn, ta gửi ý tới đó rồi. Dạ, theo em đây là quyển sách Khóc Giữa Sài Gòn. Chính xác. Khóc Giữa Sài Gòn thì không có, thì mình tặng một cuốn của tác giả tương tự là Sông Máu. Rất là xuất sắc, tiếp tục. Bạn gửi nội dung đi, Trinh gửi ý cho. Xin lỗi luôn nha. Cái tựa sách này mọi người đoán được tôi bỏ chương trình luôn. Hả? Gì vậy cho người ta biết với. Làm sao mà đoán được? Làm sao mà đoán được cũng như thế nào luôn. Được. Bây giờ được không? Cái tựa đề này 4 chữ. À, và 4 chữ. Cuốn sách này nó rất là lâu rồi. Cuốn sách này thuộc loại là cô chú mình rất là thích. Dạ. Cô chú. À, tựa đề. Cái chữ cái đầu tiên nó là một loại màu sắc. Nó gần màu đỏ. Và nó là một loại hoa luôn. Đó là nó là một cái màu mà đi chung màu đỏ rất là ghê. Đúng. Một chữ. Tiếp theo là một cái chữ đi trước chữ phúc. Yeah. Tiếp tục. Đó là một cái trạng thái. Thức là chữ thứ ba. Còn thứ tư còn... Rồi, chị. Một trạng thái gồm hai chữ. Hồng hạnh thuận. Yeah. Chúc mừng bạn. Tiếp tục, chơi nữa, còn hai quyển nè. Tự tin lên. Đoán cái này dễ cái liền. Ồ, cái cuốn sách này hồi nãy chung tác giả với Nguyễn Ngọc Thạch. Nói đâu có người mới vừa nhận cuốn sách đó. Dạ. Hai chữ, nhanh. Có người vừa mới nhận quyển sách đó cái rồi. Cái gì nhỏ hơn biển à, cái gì nhỏ hơn biển. Sông. Đó là gì ạ? Em trả lời là Sông Máu. Dạ, chính đúng rồi. Xác. Chúc mừng bạn. Bạn sẽ nhận được quyển sách cũng của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch trên Vinh 25. Dạ, gửi bạn ạ. Cuối cùng, bạn nào biết thì mình giơ tay lên mới đúng luật. Chứ mình đừng có nói người ta biết không? Đúng rồi, mất tiếp luật á, tự mất luật của một mình. Rồi. Dạ, quá cuốn sách này luôn. Rất là hay.
cũng là của một tác giả có bộ phim của anh Ngọc Trai. Hồi nãy là con mèo, bây giờ là một con khác. Bây giờ mọi người đoán đi, con gì? Con gì mà kêu con không? Đâu rồi? Đúng vậy, con chó. Cái con đó, nhưng nó không có bự. Và nó còn có một hành động. Và hành động của nó đem theo cái vô được vô cái bìa cuốn sách này luôn. Bây giờ nè, từng chữ. Bây giờ mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 từ. Cuốn sách này là 7 từ. Đó là vậy nè, đó. Dạ rồi ạ. Dạ, em xin trả lời là từ đề sách là con chó nhỏ mang vỏ hoa hồng. Ôi, chính xác luôn nè. Hay vậy đó. Yeah. Chính xác. Xin mời Dũng gửi tặng cuốn sách này cho bạn ấy. Mình gửi chú cuốn này, cảm ơn bạn nhiều. Chúc mừng bạn. Đó, bây giờ cái cảm giác mà mình trao sách cho người khác như thế nào ạ? Dạ, rất là vui ạ. Cảm ơn bạn, của anh Dũng và nhóm của bạn. Chương trình cũng có món quà dành tặng cho bà Dũng đàng hoàng chứ bộ, đâu có giỡn. Sách món quà hả? Rất là giá trị. Đó, không, xin mời bạn. Sách là bạn đã có nhiều rồi. Tặng kẹo. Dạ. Còn Trinh sẽ tặng bạn một cái ôm. Dạ. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Khởi nghiệp được phát sóng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 7 giờ tới 7 giờ 30. Các bạn khán giả là nhớ vào fanpage của chương trình Cà phê Khởi nghiệp nha. Bởi vì vào đó thì các bạn sẽ có cơ hội tham gia cũng như là trò chuyện với các chuyên gia cũng như là các nhà khởi nghiệp như là bạn Dũng đây. Dạ, hẹn gặp lại. Dạ, xin chào. Thank you.